Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái tay điều khiển Microzone MC6C và đồng thời là hướng dẫn các bạn kết nối với bộ thu của nó. Đây. Thì bộ sản phẩm này gồm một tay điều khiển này, gồm có 6 kênh và một bộ thu. Đây. Thì bộ thu có một cái nút blink ở đây để chúng ta sẽ kết nối với lại tay điều khiển. Mình nói qua về các cái phần ở trên tay điều khiển này, nhất là nút nguồn này, các cái nút chức năng. Đây, 4 nút để tinh chỉnh cái độ cân bằng. Và bên này là kênh 1 và kênh 2, kênh 3 và kênh 4, kênh 5, kênh 6. Đây, chọn chế độ này. Và có một cái tay cầm. Thì cái tay điều khiển này sử dụng điện áp này. Điện áp từ 8,4 đến 12V. Ở đây mình có thể sử dụng 4 cục pin con thỏ này, 1,5V. Hoặc là có thể cấp nguồn đây. Cấp nguồn qua cái jack DC đây. Ở đây có một cái jack để chúng ta mô phỏng. Và cái bộ thu đây, có các kênh ở đây. Thì ở bên ngoài cùng là âm, giữa là dương, và phía bên này là dây tín hiệu. Thì có các kênh tương ứng này, nút blink. Với cái bộ điều khiển này, các bạn có thể ứng dụng nó để làm các cái mô hình như là máy bay hay là flycam, điều khiển từ xa, cano hay là ô tô ấy. Và tần số của nó là từ 2,4 đến 2,483 GSZ. Thì các bạn chú ý nhé, cái bộ thu này nó chỉ sử dụng điện áp từ 4,8 đến 6V. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn kết nối với lại tay điều khiển và cái bộ thu ở đây. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp pin này. Ở đây mình sẽ sử dụng servo để test các kênh này. Một con ESC để lấy nguồn và cục pin lipo 13 cell đây, 30C, 11,1V. Đây, đầu tiên mình sẽ cấp nguồn này. Kết nối thử servo vào kênh 1. Thì để kết nối, đầu tiên bạn sẽ nhấn cái đây, nhấn cái nút blink ở đây. Tức là khi mà thì đồng thời cái lúc đấy là tay điều khiển vẫn chưa bật nhé. Các bạn nhấn này thì đèn blink nó sẽ nháy. Các bạn bật lên, ok, thì là đèn không nháy nữa và chúng ta đã kết nối thành công. Bây giờ mình đang test kênh 1 này. Đây, kênh 1 có thể chỉnh cái đây, chỉnh cái độ cân bằng thông qua mấy cái nút ở đây. Rồi test kênh 2 này, tương tự mình sẽ cắm ra kênh 2 này. Kênh 3. Kênh 3 này. Kênh 4 thì nó sẽ tương tự như kênh 2 này. Đây. Nhưng mà thả ra thì nó sẽ tự quay về vị trí ban đầu. Tiếp đến là kênh thứ 5. Thì kênh thứ 5 đây. chiêng. Và cuối cùng là kênh thứ 6. Đây. Kênh thứ 6 khác với kênh 5, nó chỉ có 2 nấc thôi. Đó. Thì cái bộ điều khiển này cũng khá là đơn giản. Nó là bộ nâng cấp của cái tay điều khiển Microzone MC6B. Đấy, thì bộ này dễ sử dụng hơn. Đấy, các cái phím chức năng ở đây tùy vào cái ứng dụng mà bạn sẽ sử dụng thôi. Đấy. Đấy, các bạn có thể ứng dụng nó làm các cái flycam hoặc là ô tô điều khiển, cano điều khiển từ xa. Đấy, khá là chất. Rồi thì cái video giới thiệu và hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu và cái tay điều khiển Microzone MC6C của mình đến đây là kết thúc. Đấy, thì bạn nào có thắc mắc hay là muốn hỏi chi tiết về cái bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ với mình để biết chi tiết hơn nhé. Rồi thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.